Cơ quan dự báo bão Tropical Storm Rich cho biết bão Conrad đã mạnh lên thành bão cấp 4 với sức gió hơn 230 km/h. Bão Conrad dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường độ trước khi đổ bộ vào Đài Loan của Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Đài Loan Trung Quốc dự báo rằng cơn bão sẽ quét qua phía nam vùng lãnh thổ này và hướng về phía Trung Quốc đại lục. Các khu vực miền núi phía đông đảo Đài Loan Trung Quốc có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 1,2 mét, trong khi các vùng ven biển sẽ phải đối mặt với gió giật mạnh trong ngày 31 tháng 10. Đài Loan Trung Quốc nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới và thường xuyên hứng chịu các cơn bão. Gần đây nhất, bão Kraton xảy ra vào đầu tháng này đã khiến 4 người thiệt mạng. Hôm nay đi chợ thì quý vị đã dùng bao nhiêu chiếc túi ni lông như thế này rồi ạ? Cái đựng rau, cái đựng hoa quả, cái đựng thịt cá. Một chiếc túi ni lông thế này chỉ nặng có vài gram, thế nhưng lại mất tới 500 năm, thậm chí là có thể lâu hơn mới có thể hoàn toàn phân hủy trong môi trường tự nhiên. Túi ni lông được làm từ nhựa và ô nhiễm nhựa cũng chính là một trong những vấn đề môi trường nhức nhối nhất thế giới hiện nay. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, sản lượng polymer tổng hợp toàn cầu, chất liệu tạo thành nhựa khối đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2019, tổng sản lượng polymer tổng hợp đã tăng gấp đôi lên 460 triệu tấn, tập trung chủ yếu ở Mỹ, Trung Đông và Trung Quốc. Cũng theo OECD, nếu như không kiểm soát thì đến năm 2060, con số sẽ tăng lên nhanh thành 1,2 tỷ tấn. Sản lượng nhựa tăng nhanh, đương nhiên khối lượng rác thải nhựa trên toàn cầu cũng tăng theo. Trong vòng 20 năm, lượng rác thải nhựa trên thế giới đã tăng gấp đôi, từ 156 triệu tấn của năm 2000 tăng lên thành 353 triệu tấn của năm 2019 và dự kiến sẽ tăng lên thành hơn 1 tỷ tấn vào năm 2060. Điều đáng quan ngại là cách xử lý lượng rác thải nhựa khổng lồ này. Theo OECD, chỉ 9% rác thải nhựa trên thế giới được tái chế. Năm 2019 thì 6 triệu tấn tập kết ở sông, hồ và đại dương. Ngoài ra thì nhựa cũng tạo ra dấu chân carbon đáng kể khi tạo ra khoảng 1,8 tỷ tấn khí nhà kính vào năm 2019, tương đương 3,4% tổng lượng khí thải toàn cầu. Tuy nhiên, trong cuộc chiến với rác thải nhựa đã có một tia hy vọng, một vũ khí mới mang tên là sâu bột. Các nhà khoa học tại Kenya mới đây đã thông báo sâu bột chính là một trong những giải pháp đầy hứa hẹn đối với mối đe dọa từ rác thải nhựa. Điều thú vị ở sâu bột là trong dạ dày của chúng có một loại vi khuẩn có thể phân hủy nhựa PS. Tuy nhiên, thì các nhà khoa học cũng nhấn mạnh thứ vũ khí mạnh nhất chính là ý thức hạn chế tiêu dùng và xả rác nhựa. Tỉnh Hải Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu lượng mưa cực lớn trong ngày thứ ba liên tiếp gây ngập lụt cục bộ do ảnh hưởng của bão Trà My cùng với đợt không khí lạnh. Mặc dù bão không quét trực tiếp qua đảo Hải Nam, song các thành phố ở đây vẫn chìm trong biển nước do ảnh hưởng của bão. Nhiều trường học đã phải đóng cửa. Tỉnh này đã ghi nhận lượng mưa lên tới gần 300mm trong vòng 24 giờ, đánh dấu lượng mưa lớn nhất trong một ngày bất kỳ của tháng 10 kể từ năm 2000. Ủy ban Phòng ngừa và Cứu trợ Thiên tai của tỉnh Hải Nam đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp từ cấp độ 3 lên cấp độ 4 trong thang để kiểm soát lũ lụt và phòng ngừa bão. Bên cạnh đó thì chính quyền tỉnh cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ thảm họa địa chất do lượng mưa lớn bất ngờ. Ít nhất 51 người đã thiệt mạng trong trận lũ quét xảy ra ở Đông Nam Tây Ban Nha. Những trận mưa xối xả do luồng không khí lạnh di chuyển qua miền Đông Nam Tây Ban Nha đã gây ngập lụt nghiêm trọng và làm gián đoạn giao thông đường sắt cùng hàng không. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt đã phải khuyến cáo người dân ở nhà và tránh mọi chuyến đi không cần thiết. Một số địa phương đã ghi nhận lượng mưa chưa từng có nơi lượng mưa lên tới 320mm chỉ trong vòng 4 giờ. Mưa lớn gây lũ quét đã cuốn trôi nhiều xe cộ và phá hủy nhiều ngôi nhà. Chính quyền Trung ương đã triển khai đơn vị quân đội chuyên về các hoạt động cứu hộ đến Valencia để hỗ trợ các lực lượng cứu hộ địa phương. Chính quyền thành phố này cho biết đã đóng cửa tất cả trường học, công viên và hoãn các sự kiện thể thao. Biến đổi khí hậu đã gây ra mối đe dọa chưa từng thấy đối với sức khỏe con người. Đây là kết luận được rút ra từ báo cáo về sức khỏe và biến đổi khí hậu do 122 chuyên gia hàng đầu thế giới thực hiện, vừa được đăng trên tạp chí y học uy tín Lancet. Theo báo cáo, nhiều khả năng năm nay sẽ vượt qua năm ngoái và trở thành năm nóng nhất trong lịch sử với các kiểu thời tiết như là nắng nóng, hỏa hoạn, hạn hán và bão lũ xảy ra thường xuyên với sức tàn phá lớn. Số người trên 65 tuổi tử vong vì nắng nóng đã tăng 167% kể từ những năm 1990. Các đợt nắng nóng và hạn hán thường xuyên hơn đã khiến 151 triệu người phải trải qua tình trạng mất an ninh lương thực từ trung bình đến nghiêm trọng tại 124 quốc gia.